trình Bồi Linh, dã ngoại mục vụ thờ phượng. Hội Thánh Tin Lành Giáo ước Việt Nam, chủ đề lựa chọn. Bồi Linh và dã ngoại mục vụ thờ phượng đã diễn ra trong 2 ngày 20 và 21 tháng 8 năm 2023. Kỳ Bồi Linh này, Chúa cho chúng tôi chọn được khu nghỉ rất đẹp nằm trong khu vực xã Vân Hòa, Ba Vì. Tản view bungalow, thiên nhiên mây núi như bao bọc lấy đoàn chúng tôi, gần hơn 60 người, cả người lớn và trẻ nhỏ. Qua hai bài học kinh thánh, hiến thân thể và không hòa nhập nhưng phải biến đổi của mục sư Bùi Quốc Phong, những câu hỏi về sự chọn lựa vang lên trong tâm trí và tấm lòng của các nhân sự phục vụ. Cầu xin Chúa Thánh Linh giúp cho mỗi người sẽ nhận lãnh được sự chỉ dẫn từ lời Chúa cho những quyết định và chọn lựa của mình trong thời gian tiếp tới. Tối Chủ nhật, chúng tôi có buổi chia sẻ và lên tinh thần cho lễ kỷ niệm mừng Chúa Giáng sinh 2023 tới các nhân sự trong mục vụ, với mong muốn chuyển tiếp và thúc đẩy cho thế hệ trẻ của Hội Thánh Tin Lành Giáo ước Việt Nam. Ban tổ chức Giáng sinh sẽ mời thêm những thanh, thiếu niên của Hội Thánh cùng đồng hành trong các vị trí đầu mối cho kỳ lễ Giáng sinh năm nay. Chúng tôi khép lại buổi tối trong sự cầu nguyện, tâm tình, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thế hệ và vị trí trong mục vụ. Sáng thứ hai, sau cơn mưa chiều qua, cây cỏ như xanh tươi hơn, bầu trời trong trẻo hơn, những phần trò chơi hấp dẫn, sôi động và nảy lửa diễn ra. Chúng tôi đã tìm ra 3 đội thắng cuộc với 2 vòng đấu, bánh xe anh em và bánh xe phục vụ. Trò chơi giúp chúng tôi gắn kết và hiểu sức chịu đựng của nhau hơn. Không những thế, anh chị em cũng đã có những khoảng thời gian thật sự thư giãn tại hồ bơi, đạp xe hay trò chuyện tâm tình với nhau. Chương trình Bồi Linh và dã ngoại của mục vụ thờ phượng Hội Thánh Tin Lành Giáo ước Việt Nam lần này đã khép lại. Chúng tôi rất cảm ơn sự cầu thay, đồng công và dâng hiến nhiệt tình của các ông bà anh chị em trong hội thánh và các điểm. Cảm ơn Hair Plus Salon và Jimmy the Hair House đã đồng hành cắt tóc gây quỹ cùng chúng tôi. Xin Chúa ban phước trên công việc của anh chị em. Hà Nội, mùa thu tháng 8, 2023.